Hello hello, rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Hôm nay mình muốn chia sẻ cho mọi người một chút xíu về dòng thiên nga giống nha các bạn nhé. Bữa trước thì chỉ có 3 màu nhưng hôm nay mình sẽ về tất cả là 5 màu, đầy đủ 5 màu. Thứ nhất có màu đỏ này, màu vàng, màu nâu, màu xanh và màu đen. Màu đen bên mình hôm nay về khá là nhiều nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và để cập nhật những video mới nhất nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ và mình sẽ đo những thông số chúng ta cần quan tâm. Đây là trước mắt các bạn, đó chính là đây là em thiên nga này, màu đen này. Mình sẽ đánh dấu cho các bạn đầy đủ màu sắc như thế này nhé. Và cây nào cũng thế, là có hai cái giả hành, một bên cạnh và một cây đang gây ra lá. Chúng ta trồng như này khoảng độ đến tháng 9, tháng 11 năm nay thì chắc chắn là các em sẽ cho ra bông mà thôi. Hương rất là thơm. Một cốc này là bên mình bán với giá là 125.000, ship toàn quốc và chưa bao gồm cái tiền ship nhé các bạn nhé. 125.000. Số điện thoại mình sẽ để trên màn hình. Chiều cao của em đây, cũng 20cm này. Độ rộng này 30cm. Đây là màu đen nhé, thiên nga đen. Đây là màu đỏ này các bạn này, màu đỏ này. Đây là màu đỏ. Mình chắc tìm cho các bạn xem là màu đen này, màu đỏ, màu vàng đâu ta, xem nào, em này màu gì đây, em này màu nâu này, đỏ, vàng, đen, nâu, xanh, 5 màu nhé, còn 2 màu nữa là thành một cái 7 sắc cầu vồng. Cây rất là đẹp, thì 125.000 một cốc mà mình ship toàn quốc. Bạn nào mà có nhu cầu về chơi dòng lan thiên nga thì hãy liên hệ với mình. Các bạn muốn màu gì thì hãy bọn mình giúp lựa cho màu đấy nhé. Cây rễ rất là đẹp này các bạn này. Rễ rất là đẹp. Mình thì thích màu thiên nga thì mình thích nhất là màu xanh. Cá nhân mình thì thích nhất là màu xanh. Em này là màu vàng. Bộ rễ rất là đẹp. Ok, hàng này khá về là khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ đóng hàng trả những đơn cho khách. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.